Vùng Bào Côi thuộc xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, khoảng 2 năm nay đã trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn con cò, cói, cuốc. Người dân nơi đây quan niệm đây là điểm lành, sự bình yên của vùng đất nên đã cùng nhau bảo vệ đàn chim trời này. Cái khu vực Bào Côi này thì thời gian khoảng từ 5 tháng 7 rồi về đấy là chim cò, cói thì cuốc nó về nhiều, thì anh em xung quanh làng đấy là thấy còn về nhiều, thành lập ra một cái đội là bảo vệ xung quanh, như là người đi thật trụm, người cầu cả, người bịt cỏ, người làm rỡ, là anh em quên nhờ họ lên nhé, để chim cò về các loài về nó trụ ẩn ở lại. Khu vực Bào Côi diện tích rộng chừng 1,5 hecta với nhiều bụi rậm và lấp sấp cây sen. Thế nên ngoài các loại cò cói ra, còn có cả gà nước, chim cuốc trú ẩn ở tầng dưới. Để bảo vệ đàn chim, người dân xóm Hưng Thủy đã lập một tổ nhóm gồm hơn 20 người bố trí canh giữ, ngăn chặn người lạ có ý định săn bắt. Là thường xuyên là từ 5 giờ rồi là đến cả đêm, 5 giờ chiều cho đến là xuân đêm là thay nhau đi trực. Buổi sáng thì nói chung cứ 4 giờ trở đi là anh em cứ chia nhau, không đi cả nhưng mà chia nhau ra để đi. Là có gặp cái co tạc buổi sáng mình đi, họ đi thì như vậy là anh em cũng có là bảo vệ giờ mà không cho. Đối với quan điểm của nhân dân, đặc biệt là thôn Hưng Thủy, thì có đây là cái vành mảnh đất là đất lành, chín mới đầu. Và đấy chính là một cái điều rất thiêng liêng đối với họ. Thì xuất phát từ ý nghĩa đó nên chính quyền địa phương sau khi nắm được thông tin, chúng đã chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là công an, văn hóa và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tổ chức cắm biển, cấm đánh bắt đối với các loài chim di cư, trong đó có cò, cói và nhiều loài chim khác. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng là thường xuyên tuần tra, can thiệp để là hỗ trợ cùng với nhân dân ở khu vực thôn Hưng Thủy là không cho các đối tượng vào đánh bắt để đảm bảo an toàn cho đàn cò. Gần như tất cả các hộ dân xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương sinh sống quanh khu vực Bào Côi đều làm nghề nông, sớm ngày gắn bó với ruộng đồng cây cỏ. Và mặc dù còn phải vất vả mưu sinh, thế nhưng đã không một ai nghĩ đến chuyện săn bắt, mà ngược lại bà con còn tự nguyện ra sức gìn giữ đàn chim trời đang trú ngụ sinh sôi trên vùng đất lành.